Xin chào mọi người. Bây giờ thì đoàn mình đang tham quan cái phần phía trên của cái địa danh gọi là Hồng Nhai Động, là một cái điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng của Trùng Khánh. Ở cái phía trên của cái Hồng Nhai Động này á, thì nó cũng có một cái mô hình thu nhỏ của cái Hồng Nhai Động nha. Đây là cái mô hình thu nhỏ của cái Hồng Nhai Động. Và ở đây nhìn thấy một cái cây cầu rất là đẹp bắc qua cái con sông gọi là sông Dương Tử. Cái đoạn này thì theo như tài liệu á, thì cũng nói là ở đây là nơi giao nhau của sông Dương Tử và sông Gia Linh ở Trùng Khánh. Hồng Nhai Động á, là một cái khu vực, nó sẽ có một cái khu nhà cũng khá là cổ rồi, thì nó là xây khoảng 11 tầng và nó dựa theo cái vách núi để xây lên 11 tầng đó. Và bây giờ thì đoàn mình bắt đầu di chuyển, đi xuống từ từ để đi xuống phía dưới, nhìn ngược lên trên, nhìn toàn cảnh cái tòa nhà Hồng Nhai Động này. Thì cái lúc này là ban ngày nha, thì mình cũng có nghe nói là Hồng Nhai Động thì nó sẽ đẹp hơn vào ban đêm. Tuy nhiên là đoàn mình thì sắp xếp cái thời gian ở ban ngày, không có thời gian ở ban đêm. Nếu ai có muốn tự túc thì cũng có thể ở lại để chơi vào ban đêm. Thì ở đây á, là cũng như những cái điểm du lịch khác của Trung Quốc á, thì mình thấy là họ sẽ tận dụng cái điểm nổi tiếng, rồi sau đó xung quanh thì sẽ có nhà hàng ăn uống, cửa hàng ăn uống, và sẽ bán khá là nhiều các đặc sản hoặc những cái món đồ niệm. Ví dụ như hồi nãy là mọi người có thấy là họ làm đồ bạc. Khi mình đi du lịch ở những cái điểm du lịch ở Việt Nam á, thì cũng có bán nha, cũng có bán những cái đồ lưu niệm này nọ, mà mình vẫn có cảm giác là nó không có nhiều và sôi động như ở Trung Quốc. Có vẻ như là cái lượng khách du lịch nội địa của Trung Quốc họ cũng khá là đông, cho nên những cái cửa hàng đi theo những cái điểm du lịch của họ là nhiều hơn và sôi động hơn. Theo như lời bạn hướng dẫn viên á, thì lúc này là đang đi phía trong của cái ngọn núi. Cái ngọn núi thì cái này lúc này là mình đi đang phía trong cái động của ngọn núi đó. Ông thì bây giờ đã mở cửa hàng làm cầu thang và mở cửa hàng buôn bán rồi. Rồi bạn hướng dẫn viên á, thì cái tòa nhà này là 11 tầng và tổng cái độ cao của 11 tầng này là 75 mét. Thì lúc nãy á, thì đoàn mình đã đứng ở cái điểm cao, và bây giờ sẽ đi theo cầu thang đi xuống cái điểm thấp nhất ở phía dưới. Ở trong này nó cũng có thang máy để đi xuống đó nha, nhưng mà do là đông người quá mà chỉ có 2-3 cái thang máy á, cho nên là không có đủ để đi xuống, do đó là nên đi bộ xuống.
ra là nó có nhiều tầng, và nếu mọi người muốn thì có thể cứ đi bộ thì cứ xuống từng tầng và đi ra phía ngoài cái phần lan can để chụp hình. Nhưng mà đoàn mình thì cũng không có nhiều thời gian, cho đó là sẽ đi xuống ở cái điểm gần nhất rồi đứng chụp hình, sau đó là đi xuống dưới luôn. Bây giờ thì đã ở cái phía dưới đường rồi, có nghĩa là ở cái điểm thấp nhất của tòa nhà rồi. Thì bạn hướng dẫn viên có nói là ai thích ở lại thì có thể ở lại. Bạn đó nói là tới khoảng 8 giờ mới có đèn, mở đèn. Nhưng mà có một hai người trong đoàn mình ở lại thì nói là khoảng 7 giờ thì là có đèn rồi. Thì cái lúc mà đoàn mình ở đây mà đi về á, thì là khoảng hơn 5 giờ. Thì nếu mà đợi đến 8 giờ thì cũng khá là lâu. Cho nên đa số mọi người đều đi về thì chỉ có hai người ở lại thôi. Và hai bạn đó thì nói là khoảng 7 giờ, gần 7 giờ là đèn đã mở. Thì có lẽ là do lúc này, cái mùa này, cái trời nó tối sớm nên họ mở đèn sớm. Thì cái chỗ này thì nghe nói là buổi tối nếu có đèn thì nhìn sẽ lung linh hơn. Cho nên bạn nào mà có đi thì có thể tranh thủ ở lại buổi tối để xem cái mở đèn lên. Nhưng mà gần như là toàn bộ đoàn mình là chỉ có hai người là ở lại buổi tối thôi, còn không có ai mà xem được cái cảnh mà mở đèn hết. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, thì ngày mai là ngày thứ bảy của chuyến tham quan này. Thì sau khi buổi sáng ngày mai tham quan cái phố cổ Từ Khí Khẩu nữa, thì cả đoàn sẽ di chuyển ra sân bay để trở về Việt Nam.